Chào mừng các cậu đã quay trở lại với kênh Way to Way Anime. Như các cậu đã xem One Piece, chắc hẳn các cậu cũng đã từng thắc mắc rằng chữ D hay chữ D của tiếng Việt trong One Piece mang ý nghĩa gì? Tại sao nó lại bí ẩn đến vậy? Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ được nói về những khái niệm chung nhất về chữ D cùng với những nhân vật có tên mang chữ D đã được tiết lộ cho tới thời điểm hiện tại nhé. Và tớ cũng xin được phép đọc chữ D bằng tiếng Anh thay vì tiếng Việt nhé. Chúng ta cùng bắt đầu video ngay thôi. Let's go! The Will of D, tớ xin được phép tạm gọi là ý chí của D. Lần đầu tiên được nhắc đến do Kureha khi bà nhắc đến vua hải tặc và tiết lộ tên thật của ông là Goldie Roger. Khi bà nhìn thấy bảng tên truy nã của Luffy, bà nói rằng ý chí của D vẫn còn tồn tại. Điều này đã mở ra những điều tò mò mới cho người xem One Piece. Sau đó, chữ D đã được Robin nhắn và hỏi đến 3 lần nhưng không lần nào được đưa ra câu trả lời xác đáng. Tuy Oda giấu rất kỹ, nhưng sau những tập phim, tớ xin được phép đưa ra ý kiến như sau. Các cậu có thể coi là giả thuyết nếu muốn. 1. Những người mang chữ D có liên kết với nhau. Có thể là qua huyết thống như gia đình nhà Luffy có chữ D hay Jaguar D. Saw nói rằng ông không biết ý nghĩa của nó, nhưng mọi người trong gia đình ông đều mang nó trong tên của mình. Ngoài ra, những người mang chữ D nếu không liên kết về huyết thống thì sẽ liên kết một cách khác giống như sợi dây vô hình. Ví dụ như cách Goldie Roger quen biết với Monkey D. Garp và nhờ Garp chăm sóc cho con của mình là Porky D. Yates. Hay S cũng là thành viên trong mang dâu trắng với Marshall D. Teach. Hoặc Luffy liên minh với Trafalgar D. Waterlaw, theo tớ đều không phải là điều ngẫu nhiên. 2. Chữ D có liên quan đến Thiên Long Nhân. Điều này được Don Quixote Rocinante tiết lộ khi anh biết trong tên của Law có chữ D. Bản thân gia đình Trafalgar Law cũng có một ít hiểu biết về ý nghĩa của D và họ đã giấu chữ D chỉ dùng họ của mình để đặt tên cho Law. Rocinante đã tiết lộ với Law rằng những người có chữ cái này trong tên đến từ gia đình của D. Ở quốc gia của Rocinante, trẻ em được cảnh báo rằng nếu chúng cư xử không tốt sẽ bị những người mang chữ D ăn thịt. Tương tự, những người lớn tuổi ở đất nước này khá cảnh giác với cơn bão mà những người có chữ D gây ra. Anh nói rằng ý chí của D đã được bí mật thừa hưởng bởi nhiều người trên thế giới theo dòng lịch sử. Ở một vùng đất nào đó, gia đình của D được gọi là kẻ thù tự nhiên của Chúa. Theo Rocinante thì những người mang chữ D là kẻ thù tự nhiên của Thiên Long Nhân, bởi Thiên Long Nhân được coi là Chúa. Có lẽ bố mẹ Law đã biết đến điều này mà tránh đặt tên cậu có chữ D. 3. Ý chí của D sẽ được kế thừa. Những người mang chữ D như có chung niềm tin vào giấc mơ và định mệnh của chính họ. Khi D xuất hiện, họ sẽ làm khuấy đảo mọi thứ trên phạm vi toàn cầu, có thể là tốt hơn hoặc tệ hơn. Một số sự kiện chấn động thế giới do D khởi xướng như các cuộc chiến tranh, ví dụ như cuộc thánh chiến xảy ra do S bị bắt, thay đổi chính phủ điển hình như quân cách mạng do Monkey D. Dragon đứng đầu, hay khởi đầu một kỷ nguyên mới và người khởi đầu cho thời đại hải tặc không ai khác là Goldie Roger. Các cô còn nhớ trong trận thánh chiến, dâu trắng đã hồi tưởng về thời trẻ, đã từng hỏi Roger về chữ D. Roger sẵn sàng giải thích cho ông, nhưng ngay khi đến phân cảnh giải thích thì chuyển sang cảnh khác. Để rồi khi đến hiện tại và sắp đối đầu với cái chết, dâu trắng nói với dâu đen rằng người kế thừa chữ D của Roger không bao giờ là hắn. Sẽ có người khác kế thừa ý chí của vua hải tặc và mang theo cả nguyện vọng của S. Nhưng có vẻ như chính bản thân những người mang chữ D cũng chưa biết ý nghĩa của nó ngoài Roger. Ngoài ra, có một điều tớ nhận ra. Những người mang chữ D khi đối đầu với cái chết, họ sẵn sàng mỉm cười. Điều này đã xuất hiện 6 lần bởi các nhân vật. Cậu D. Roger đã mỉm cười khi bị xử tử. Smoker đã nhìn thấy Luffy mỉm cười khi sắp bị Buggy giết. Tuy nhiên, cuối cùng cậu ta vẫn còn sống. Nicole Robin đã nhìn thấy Saw mỉm cười khi bị đóng băng đến chết. Porky D. Rouge được nhìn thấy vừa cười vừa khóc trước khi chết. Porky D. S. đã cảm ơn mọi người đã yêu mến anh và mỉm cười trước khi ra đi. Trafalgar D. Waterlaw nhếch miệng khi Don Quixote Doflamingo chĩa súng vào tim và chuẩn bị bắn anh ta. Cuối cùng anh ta vẫn còn sống. Điều này chứng tỏ những người mang chữ D ý chí vô cùng mạnh mẽ. Họ sẵn sàng chấp nhận số phận và mỉm cười trước cái chết. À, nhưng trừ một trường hợp, đó là dâu đen, có tên thật là Marshall D. Teach, đã rất hèn nhát và cầu xin dâu trắng tha mạng. Hắn là kẻ mang chữ D nhưng không mang lý tưởng như những người khác. Nói về nhân vật mang chữ D thì có lẽ các cậu đã biết kha khá những cái tên rồi. Tớ sẽ nói đến các nhân vật đã mất trước, sau đó sẽ nói đến những nhân vật còn sống, tính theo thời điểm hiện tại. Đầu tiên, tớ xin được nói đến nhân vật chữ D khá lâu đời, đó là Ross D. Seberg. Ông được biết đến với danh là thuyền trưởng băng hải tặc Rocks. Rocks gần như chưa được xuất hiện rõ ràng, mà chỉ qua lời kể của các hải quân khi nói chuyện với Garp.
băng của ông ra khơi trước băng của Roger và có tiềm năng là băng hải tặc rất mạnh. Tuy nhiên, sau đó, ông đã bị liên minh Grog và Roger lật đổ. Theo như lời Sengoku, thì hiện tại, Grog D. Zeberg đã mất. Người tiếp theo mà chữ D cũng là người duy nhất biết về ý nghĩa của nó, chính là Gold D. Roger. Có lẽ ai cũng biết về nhân vật này. Ông là khởi đầu của thời đại hải tặc, là người đầu tiên tìm thấy One Piece, cũng là người đầu tiên biết mọi bí ẩn về thế kỷ trống cùng với bộ mặt thật của chính phủ. Roger có vẻ như là một hải tặc rất đáng mến. Đa số những người quen biết với ông đều rất tôn trọng vì hải tặc này. Garp cũng đã nói, ngay cả khi đứng trước một đội quân kẻ thù khổng lồ mà anh ta không có cơ hội chiến thắng, Roger vẫn đứng hiên ngang và không hề bỏ chạy. Tuy nhiên, vị vua hải tặc này đã bị xử chết vào năm ông 53 tuổi. Nhưng chính nhờ cái chết của ông đã mở ra thời đại hoàng kim của hải tặc. Người tiếp theo chính là vợ của Gold D. Roger, cũng mang chữ D, đó chính là Pocket D. Roose. Bà là người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ. Tuy không xuất hiện nhiều trong phim, nhưng riêng đoạn bà nén chịu đựng để giữ S trong bụng suốt nhiều tháng, hy sinh bản thân vì con là đủ biết dù là phụ nữ nhưng bà mang ý chí của D vô cùng mạnh mẽ. Bà cũng là người phụ nữ duy nhất tính cho thời điểm hiện tại mang chữ D. Bà chết sau khi hạ sinh S. Cảnh cuối bà ôm S nở một nụ cười nhẹ nhõm và ra đi. Cũng trong gia đình nhà vua hải tặc là người con trai Progress DS. Sau khi mẹ anh mất, S được Garp nhận nuôi và đưa S cho sơn tặc Dadan dạy dỗ. Sau khi lớn lên một chút, anh kết nghĩa anh em với Luffy và Sabo. Năm 17 tuổi, S ra khơi và là thuyền trưởng của Space Pirates. Sau đó, anh trở thành thành viên của băng dâu trắng. Sau khi thua trận chiến với dâu đen, S bị giao cho hải quân và chết trong trận thánh chiến năm anh 20 tuổi. Cảnh S chết cũng là một trong những cảnh lấy đi nhiều nước mắt nhất của người xem. S chết và đưa sứ mệnh của ý chí của D cho một người khác. Kết thúc với gia đình nhà vua hải tặc, chúng ta đến với gia đình nhà Monkey D. Đầu tiên là Monkey D. Garp, anh hùng hải quân vô cùng mạnh mẽ. Ông là phó đô đốc trong hải quân. Sau trận thánh chiến, ông trở thành huấn luyện viên hàng hải để đào tạo tân binh, mặc dù vẫn giữ được cấp bậc phó đô đốc. Đáng chú ý, Garp đã được đề nghị cấp bậc đô đốc nhiều lần trong suốt sự nghiệp của mình, nhưng ông đều từ chối. Tuy là một hải quân, nhưng ông giữ mối quan hệ rất ổn đối với hải tặc, ví dụ như Roger. Thậm chí ông còn từng hợp tác với Roger để đánh bại băng hải tặc Rocks. Trong gia đình nhà Monkey D, có một nhân vật vô cùng bí ẩn, đó là Monkey D. Dragon. Ông là thủ lĩnh của đội quân cách mạng sẵn sàng đối đầu với chính phủ. Ông còn thường được biết đến là tội phạm nguy hiểm nhất thế giới. Tuy Dragon chưa thể hiện sức mạnh quá nhiều, nhưng có lẽ chỉ nhìn thấy đội quân cách mạng của ông là chúng ta biết ông là người tài giỏi đến mức nào. Ông theo đuổi một lý tưởng cao cả về một xã hội tự do, không có thiên long nhân, tự coi mình là chúa, không có tầng lớp quý tộc chèn ép người dân và không có chính phủ chỉ biết che đậy sự độc ác của mình. Thế hệ thứ ba của nhà Monkey D tất nhiên là nhân vật chính của chúng ta, Monkey D. Luffy. Nói về Luffy thì ai cũng biết về cậu rồi, một cậu nhóc cứng đầu luôn miệng nói ta sẽ là vua hải tặc. Khi thấy đối thủ sẵn sàng hô to, ta sẽ đá đít ngươi. Tại Ask Skypiea, khi Robin hỏi Kenfall rằng ông biết gì về chữ D, thì Kenfall đã trả lời, ông không biết rõ, nhưng ông biết Luffy tạo cho ông cảm giác khá giống Roger. Luffy từ nhỏ đã có nền tảng rèn luyện khá tốt, khi Garp luôn mong cậu và S lớn lên sẽ thành những hải quân đáng tự hào. Nhưng bản tính cứng đầu từ nhỏ đã xác định mục tiêu cậu sẽ theo đuổi đến cùng. Tuy đa phần Luffy chẳng có kế hoạch gì, nhưng nhiệt huyết của cậu khiến cậu ngày càng trở thành hải tặc nguy hiểm đối với chính phủ thế giới cùng các thế lực khác. Tiếp theo, chúng ta đến với Trafalgar D. Waterlaw, hay còn được gọi là Trafalgar Law. Anh là thuyền trưởng băng hải tặc Hurt và có trong mình trái ác quỷ Operopenomi. Law là một trong 11 siêu tân tinh hay thế hệ tồi tệ nhất. Anh cũng từng là một Shichibukai, thất vũ hải trong thời gian time skip nhưng bị trục xuất vì liên minh với băng hải tặc mũ rơm. Từ nhỏ, Law không phải là đứa trẻ hạnh phúc khi trong mình mang bệnh tật. Rất may sau đó, anh đã được gặp Don Quixote Rosinante và được cứu. Trái ngược với Luffy, Law hành động theo kế hoạch. Nếu Luffy là kẻ thích lao đầu vào trận chiến, thì Law là người đứng ngoài và chờ đợi. Law rất thông minh, cùng trái ác quỷ của mình, anh như hổ mọc thêm cánh. Anh cũng mang một lý tưởng với One Piece. Tuy lúc này, anh đang là đồng minh của Luffy, nhưng biết đâu trong tương lai, Law sẽ phải đối đầu với Luffy để hướng đến ngôi vua hải tặc. Người cuối cùng mang chữ D, tính cho thời điểm hiện tại là Marshall D. Teach, hoặc còn biết đến với tên Zhou Den. Hắn là kẻ khác biệt nhất trong những người mang chữ D, một kẻ nham hiểm, mưu mô, làm tất cả mọi thứ để đạt được mục đích của mình, ngay cả việc giết chết chính đồng đội. Khi những người mang chữ D đều là người mạnh mẽ, sẵn sàng đối mặt với mọi thứ để bảo vệ lý tưởng của mình, thì hắn lại là kẻ lươn lẹo, chỉ mong được sống dai và trở thành kẻ mạnh nhất.
Đó cũng là lý do Dâu Trắng nói hắn sẽ không bao giờ thừa kế ý chí của Di. Tuy nhiên, Major Dietrich rất mạnh. Bằng một cách nào đó, hắn có thể hấp thụ được hai trái ác quỷ vô cùng mạnh. Chúng ta vẫn chưa biết liệu trong tương lai hắn ta sẽ dùng thủ đoạn gì để tiến đến One Piece. Và đó là ý kiến của tớ về ý chí chữ Di. Tất nhiên là trong tương lai, chúng ta sẽ không biết Thành Ngô Đa sẽ bẻ lái đến mức nào hay thay đổi ra sao. Nhưng theo tớ, những người mang chữ Di hoàn toàn không phải những con người bình thường. Các cậu thấy video này thế nào? Đừng quên like, share và subscribe để đón chờ những video tiếp theo nhé. Way to Weird out!